Mua Xiaomi, Realme tặng bảo hành vàng toàn diện, cả nguồn, màn hình, vân tay trong 12 tháng, duy nhất tại điện thoại hay.vn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cây Công Nghệ, mình là Mika đây. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tin tức rất hot, đó chính là Oppo Find 5 Pro về những thông số cũng như là thiết kế của nó. Hiện tại thì đã được một leaker rất là nổi tiếng, đó chính là OnLeak. Cho chúng ta thấy được một cái nhìn rất là rõ nét về cái chiếc máy này. Và khi nói đến đây thì chắc chắn cũng sẽ có một số bạn thắc mắc rằng là ủa, Find 4 chưa ra mà bây giờ đã làm điểm tin về Find 5 rồi, tin Việt à? Nhưng mà thực chất không phải đâu các bạn nhé. Để mà có một cái lý do giải thích dễ hiểu nhất ấy, đó chính là về việc Trung Quốc thì họ kỳ số 4. Số 4 là tứ mà tứ là tử đó, cho nên là thành ra là họ sẽ né con số này ra. Như chúng ta đã thấy là như là cái chiếc LG Phone 5 đó, LG Phone 3 lên LG Phone 5 chứ làm gì có LG Phone 4 đâu. Đó, cho nên là thành ra đây là một điểm mà mình thấy là nó cũng sẽ khá là hợp lý. Có một vài hãng mà dám tự tin đặt như là Xiaomi có Mi 4 cái thứ này kia ấy, thì đặc biệt à, điển hình như cái con Mi 4 thì lại là một cái con rất là thành công các bạn nhé. Mặc dù cái tên nó hơi kỵ như thế nhưng mà bán rất là chạy luôn, rất nhiều người mua luôn, khung viền thép các thứ này kia là rất là xịn sò. Đấy. Rồi, quay trở lại với nội dung chính của video, đó chính là thông tin xoay quanh về cái chiếc Oppo Find 5 này. Thì chúng ta sẽ có rằng là một cái phần form thiết kế có cái sự thay đổi, tuy nhiên thì nó đi theo một cái chiều hướng tiêu cực. Thật sự là khi nhìn vào ấy là thấy nó đã không hợp mắt một tí nào rồi với cái phần cụm camera được đặt ở mặt sau. Trước đó là Oppo từng đã có một cái form thiết kế giống lai tạo như là trên những thế hệ iPhone 12, iPhone 13 bây giờ vậy, với phần cụm module camera trên cái chiếc Oppo Find 3 Pro. Thì điều đó thì mình thấy rằng là nó đã hơi bị khó chịu rồi nhá. Mà đến bây giờ, đến đời mà thứ 5 như thế này thì đã có sự thay đổi, không còn giống như lại iPhone nữa, nhưng mà nó xấu quá các bạn à. Nó không đi theo một cái đường nét, không đi theo một cái đường lối, không đi theo một cái form chuẩn nào cả. Mà đối với lại OnLeak nha, một khi mà họ đã có những hình ảnh sắc nét như thế này thì gần như nó đúng trên 90%. Bây giờ thì thiết kế nó là khả năng cao nó đã là như thế này rồi, còn chỉ đôi khi là về phần thông số thì nó hơi bị sai lệch một tí thôi. Chứ còn mà form thiết kế một khi OnLeak đã lên thì nó gần như là nó sẽ là như thế này, không có sự thay đổi gì cả. Và với cái khoảng thời gian gấp rút bây giờ, hiện tại là đã có cái bản thiết kế nó rõ ràng như thế này rồi, thì mình nghĩ rằng là chỉ trong vòng khoảng đầu tháng 2 năm sau là chúng ta đã có thể thấy được cái chiếc máy này bên ngoài rồi đó. Và ở đây đối với mình thì cái form thiết kế của nó thì nó sẽ đi theo một cái chiều hướng nó tích cực hơn. Nếu mà so với lại cái form Find 3 Pro, nó sẽ thiên hướng là bo cong ở bốn góc nhiều hơn, còn đối với lại Find 5 Pro thì nó sẽ vuông vức nhiều hơn đó. Thì đối với lại cái phần vuông vức này, mình nghĩ rằng là đây sẽ là một cái form thiết kế đẹp với cái phần mặt trước. Tuy nhiên thì nhìn sang cái phần mặt sau, nó là một cái dấu ấn không thể nào mà phải cần một khoảng thời gian. Nếu như đây là một cái chiếc máy tốt thật thì phải cần một khoảng thời gian để mình chấp nhận được cái cụm camera có cái form thiết kế, có cái kiểu thiết kế như thế này. Thật sự là như thế, cái cụm camera này nó không đi theo một cái hình học nào nó như chúng ta biết cả. Nó đi theo một cái dạng gì đó, nó cũng chả biết diễn tả như thế nào. Tuy nhiên thì về mặt thông số camera thì hình như ấy là không có cái sự thay đổi gì cả. Khi mà cái cảm biến của nó cũng sẽ là một cảm biến chính có độ phân giải 50MP, một cảm biến góc rộng 50MP, rồi thêm một cái cảm biến phụ nữa. Thì cái cảm biến mà họ sử dụng thì cũng là một cái cảm biến đã sử dụng trên cái chiếc Oppo Find 3 Pro IMX766. Thì cái cảm biến này là một cái cảm biến, nói chung là đến thời điểm hiện tại nó vẫn là một cái cảm biến flagship, nó là một cái cảm biến rất tốt, không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên xét theo cái sự nâng cấp giữa các đời ấy, thì rõ ràng nó là một điểm gì đó hơi buộc, tức là dậm chân tại chỗ. Năm nay thì Oppo Find 3 Pro đã trang bị như thế này rồi mà sang năm Oppo Find 5 Pro nó cũng như thế thì cảm giác là hơi tiếc nha, đúng không nè, hơi tiếc thôi đó. Và còn về phần màn hình thì nó sẽ có chúng ta là một cái màn hình với độ phân giải là 2K cho cái thứ màn hình là 6.78 inch, có được cái sự gọi là nâng nhẹ từ 6.7 inch trên Find 3 Pro lên thành là 6.78 inch, thì coi như là gần 6.8 inch đó. Thì đây là một cái điều mà mình nghĩ rằng là nó cũng ok thôi. Mình nghĩ rằng là về cái kích thước tổng thể nó cũng sẽ không chênh nhau nhiều. Cơ bản ở đây nếu như mà Oppo họ tối ưu được cái phần viền trên và viền dưới cũng như là viền hai bên nó mỏng hơn một tí nữa thì sẽ có được kích thước này, trong khi là về cái bề mặt tổng thể các bạn nhé là kích thước nó sẽ không bị đổi lên nhiều đó. Và ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là với một cái kích thước màn hình như thế thì bây giờ cái trải nghiệm hiển thị nó rất đã rồi, là chỉ cần có một cái màn hình giống như là Oppo Find 3 Pro thôi các bạn nhé thì trải nghiệm nó cực kỳ đã luôn, thật sự là như thế đó. Thì nhìn chung ấy là đây là một điểm mà mình nghĩ rằng là
nó sẽ rất ok thôi. Từ đến giờ Oppo thì kể cả những sản phẩm tầm trung giá rẻ thì mình cũng khá là hài lòng về cái phần màn hình. Điển hình như là những cái chiếc máy tầm trung ấy, mặc dù là cấu hình không cao nhưng màn hình luôn luôn là cho ra cái chất lượng rất tốt trong tầm giá. Thật sự là như thế. Đấy, nói gì thì nói đi cũng phải nói lại để mà mình công nhận những cái tốt của họ. Còn những cái xấu thì mình vẫn cứ nói ra, mình không có lấp liếm, mình không có che giấu là được. Cơ bản nó là như thế. Và cái phần mặt trước của con này thì nó sẽ có một cái camera selfie được đặt ở góc trên bên trái, khá là quen thuộc, không có gì đặc biệt cả. Và chúng ta sẽ còn có đó chính là một con chip Snapdragon 8 Gen 1 chắc chắn rồi. Đối với lại phiên bản Pro thì theo như nhiều cái tin đồn bây giờ ấy, thì sẽ được trang bị con chip Snapdragon 8 Gen 1. Đối với lại phiên bản Oppo Find 5 tiêu chuẩn các bạn nhé, thì cái con chip nó được trang bị đi kèm sẽ là Dimensity 9000 chứ không còn là Snapdragon 8 Gen 1 nữa. Thì mình nghĩ là cũng sẽ là hợp lý để giúp cho Oppo tối ưu chi phí cho một cái con Oppo Find 5 tiêu chuẩn như thế, cũng hợp lý. Và ngoài ra thì RAM ROM của nó cũng sẽ khá là thoải mái thôi. Option tối thiểu theo như mình đọc được nó đã dao động tầm khoảng là 12GB RAM rồi, cho bộ nhớ trong là 256GB đó. Còn nếu mà 8GB thì chắc chắn là nó cũng sẽ gọi là có thêm cái công nghệ cộng RAM ảo nữa ấy. Đó, thì cũng sẽ lên thành 12-13GB thôi. Nhìn chung thì bây giờ RAM 8GB đã sử dụng gọi là bét tê là nhè rồi, không sợ một cái gì cả các bạn ạ. Còn RAM 12GB thì với những chiếc máy flagship Android bây giờ thì nên trang bị nó là hợp lý, tại vì để nó cạnh tranh trực tiếp với lại option RAM 6GB của iPhone chứ, đúng không nào? Nên thành ra là 12GB RAM mình nghĩ nó sẽ là option tối thiểu và nó sẽ trở thành sự thật, chứ không phải là kiểu là mình kỳ vọng quá cao về cái mẫu này, mà 12GB RAM nó sẽ là sự thật. Đi kèm với đó là chúng ta sẽ có đó chính là một cái phần viên pin với dung lượng là khoảng 5000mAh, và công nghệ sạc nhanh thì chưa rõ nhưng mà mình nghĩ nó sẽ dao động tầm khoảng là 65W là cùng thôi, chứ không hơn được đâu. Đối với lại thị trường nội địa thì Oppo có thể show ra cái công suất sạc 120 cái thứ này kia, chứ nếu mà xét về cái thị trường quốc tế thì mình nghĩ là nó chỉ dao động tầm khoảng là 65W thôi. Thị trường quốc tế luôn luôn là như thế các bạn ạ. À. Và ở đây thì mình thấy rằng là nhìn chung ấy, cái form thiết kế của con này thì nó sẽ có những cái điểm tiêu cực và những cái điểm tích cực. Ở tích cực ở đây là cái bề mặt của nó ấy, là nó sẽ theo cái dạng sơn full cát khá là sang trọng này, đi kèm với một cái phần form nó đã vuông vức hơn. Màn hình thì vẫn được bao cấp cái thứ này kia, nhưng bù lại thì cái cụm camera module nó xấu quá. Thật sự luôn ấy, nó xấu quá. Đó, và đó là những gì mình gửi đến cho các bạn trong video ngày hôm nay. Còn các bạn nghĩ sao về cái chiếc máy này thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.